cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 12 năm 2018. Thì em cập nhật một số loại lan đẹp về. Nhất là cái u lồi đang nụ rất là đẹp luôn. Bây giờ u lồi mà lấy được hàng mà vẫn còn đang còn lá này. Với cả Trúc Phật Bà hàng Điện Biên nhé các bạn nhé. Em lại có Trúc Phật Bà hàng Điện Biên có mấy cân thôi. Hàng xanh mướt luôn. Đó. Rồi trước khi đi vào giới thiệu các mặt hàng cho các bạn thì em giới thiệu thông tin của cơ sở Lan Rừng chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Các bạn đặt hàng thì hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em là số 0984754102 nhé các bạn. Hôm nay cũng là ngày 12 tháng 12 thì em cũng nói chung là bán giảm giá 1-20 ngàn. Những cái loại lan rừng mà ngày hôm nay em có nói chung là bán giảm giá hơn ngày bình thường thôi. Để chỉ gọi là hỗ trợ cái phí ship cho các bạn. Tại vì cơ sở chúng em là chuyên nhập hàng rừng Việt Nam, hàng rừng Lào, chứ không có hàng tàu. Nên là hàng tàu thì giá cực kỳ là rẻ rồi, mà em không nhập hàng đấy. Tại vì hàng tàu nó rất là khó thuần. Tại vì nó ở cái vùng đất nó lạnh hơn đất Việt Nam chúng ta với đất Lào chúng ta. Thì em lại không bao giờ nhập hàng đấy. Tại vì nó cực kỳ là khó thuần. Hàng tàu thì nó nói chung là nó rất đẹp mướt mát luôn á. Mà nhìn nó em cũng còn phải mê về cái hàng tàu. Như Trúc Phật Bà hàng tàu nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Kèn này kiểu các kiểu luôn á. Kể cả long tu nó cũng đẹp. Long tu nó cũng đẹp mướt mát. Nhưng mà long tu của em long tu hàng lạo, chứ không lấy hàng tàu. Cái hạc vĩ này, vôi này. Ở đây là vôi bắc này. Vôi bắc thì nhìn nó sơ sát hơn hàng tàu nhiều lắm. Em thì chuyên hàng rừng Việt Nam với hàng Lào thôi, nên là cái giá của nó cũng rất khó cạnh tranh với hàng tàu. Nên là rất nhiều bạn cũng sau cơ sở của bên em lại bán đắt hơn các cơ sở khác. Đúng vậy, rất nhiều cơ sở kinh doanh chuyên hàng Việt Nam luôn luôn có giá đắt hơn là hàng tàu nhớ các bạn nhé. Nên là các bạn chơi lan thì cẩn thận. Nói chung là các bạn muốn chơi hàng nào chơi thôi, em không can thiệp. Nhưng mà đấy, các bạn muốn chơi mà trồng thuần được thì chơi hàng Việt Nam, hàng Lào thì dễ thuần hơn. Còn hàng tàu thì nó ở vùng lạnh thì về các bạn không thuần được thì cái đấy các bạn tự chịu thôi nhỉ. Yeah. Rồi em đi vào giới thiệu những mặt hàng ngày hôm nay em có luôn. Ở đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì cái giá nó rẻ rồi. Thì bình thường em vẫn bán là 150 một kg, hôm nay em bán giảm giá cho các bạn 140.000 một kg. Đó, phi điệp vàng xanh mướt nhá. Đấy, em về một đống luôn. 140.000 một kg. Còn ở đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi bình thường có giá 300.000, hôm nay em bán giảm giá cho các bạn 280.000 một kg. Đấy. Hoàng thảo vôi bắc nhá các bạn nhá. Đấy, hàng dề này, hàng khóm hàng dề không này, còn từng bó này. Đấy, trong khi bán hàng thì em cũng sẽ có lựa hàng đẹp cho các bạn nhé. Còn hàng xấu thì mai em sẽ bán thanh lý sau. Hoặc là chiều nay em làm quyết lít bán thanh lý sau, cái hàng xấu. Đó. Còn ở đây là kiều vuông. Kiều mỡ gà nhé các bạn nhé. Kiều mỡ gà này, thân đẹp mướt mát luôn này. Lô này về rất là đẹp luôn, gọn gàng, không dài ngoằng. Đấy, loại này chúng ta trồng chậu, cho chậu nó tròn rất là đẹp luôn. Đấy, kiều mỡ gà em bán giá 220.000 một kg, giảm giá tới 30.000 luôn. Bình thường giá của nó là 250 một kg nhé các bạn nhé. Còn ở đây là hoàng thảo tam bảo sắc nhé các bạn nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc thì hoa của nó thì sánh ngang với cái hoa trúc mành, thậm chí hoa nó còn sai hơn, chẳng qua nó không được đậm màu bằng hoa trúc mành thôi. Đấy, hoàng thảo tam bảo sắc nhá, bình thường có giá 250 một kg, nay em bán giá 230.000 một kg nhé các bạn nhé. Còn đây lan tóc tiên, lan đuôi chuột nhá các bạn nhé. Đấy, lan đuôi chuột thì mới tàn hoa nhé các bạn. Đấy, kể cả ở rừng bây giờ nó vẫn còn đang là mùa hoa nhé các bạn.
Đấy, bây giờ đang là mùa hoa của nó, nhưng mà khai thác ở rừng về thì những cái vòi hoa này nó bị hỏng hết, không giữ được một 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 cái bông hoa nào hết, nên là thực sự là cũng rất tiếc để không được cho chúng ta xem bông luôn cái mùa này, mà phải chờ sang năm tới mùa này nhá. Lan đuôi chuột em bán giá 140.000 1 kg, giảm 10.000 nhé các bạn nhé, 140.000 1 kg. Còn ở đây là sơn thủy tiên. Đấy, sơn thủy tiên, hàng đẹp đây. Hàng đẹp cũng còn mấy cân thôi này. Hàng đẹp này có giá là, nay em bán giảm giá 20.000 cho các bạn, là 230.000 1 kg nhá, hàng đẹp này. Đấy, 230.000 1 kg hàng đẹp, chỉ còn nó chừng khoảng 7 cân thôi này. Còn ở bên này thì cái hàng nó cây giống, hàng nó nhìn nó hơi xấu hơn, sơ xác hơn, nhưng mà vẫn còn củ đẹp lắm. Hàng này chúng ta về trồng chờ lên mầm mới để chúng ta chơi, và kể cả vừa chơi hoa vừa chơi ấy, chẳng qua nó rời rạc một tí thôi. Về chúng ta lên mầm là chúng ta chơi hàng đẹp là lúc mầm thôi. Thì nay em bán giảm còn 170.000 1 kg nhé, giảm 10.000 thôi. Bình thường em bán giá bình thường cái hàng xấu này là 180. Đó. Còn ở đây là chồn. Chồn Bắc nhé các bạn nhé. Chồn Bắc hàng đẹp đây. Cái giá mọi phiên em vẫn thường bán là 250.000, nhưng mà nay em bán giảm giá cho các bạn 230.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng đẹp. Đấy, em phân hàng đẹp khác, hàng 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 nhỏ, cây nhỏ nó khác nhé các bạn nhé. Đấy. Nên là các bạn thích mua hàng đẹp thì có hàng đẹp đây, còn hàng cây nhỏ, cây giống đây thì nó như thế này thôi. Đấy, hàng cây nhỏ, cây giống đây thì em nay em bán giảm giá cho các bạn là 170.000 kịch sàn rồi nhá. Không có rẻ nữa đâu. Đấy. Đấy, các bạn nào mà đặt mua hôm nay thì mua luôn nào. 170.000 hàng giống nhá. 230.000 hàng đẹp nhá. Đó. Hàng đẹp thì to đẹp luôn rồi. Toàn là cây xếp V thôi. Còn ở đây là trúc Phật Bà. Đây, trúc Phật Bà hàng Điện Biên đây. Nụ này. Đấy. Nụ đây, thân xanh mướt đây, vẫn còn lá nhá. Chỉ còn hàng Lào bây giờ lấy đâu ra lá. Đây này. Cái này lá này em vặt này. Đấy, thấy chưa? Vẫn còn mọc nguyên lá nhá. Đó. Đây, như thân này về chúng ta chơi hoa thôi. Thân này bị gãy ở gốc này, nhưng mà chúng ta chơi hoa bình thường nhá. Đấy, chứ đừng đừng bảo là thân gãy không cho hoa nhá, vẫn cho hoa bình thường. Đây. Thân nào đang nụ xanh mướt luôn này, đang lên mầm nữa này. Đấy, giá em giảm luôn 550.000 1 kg. Chỉ có chỗ này chỉ chắc chỉ tầm 4 kg thôi. 550.000 1 kg nhá. Còn ở đây cái hàng giống này, hàng cây giống nhỏ con này là của hàng Lào nhé các bạn nhé, của rừng Lào nhé. Đấy, những thân già này thì bỏ đây, không ấy được. Đấy, hàng con từ từ chỗ này này trở lên này. Đấy, những thân này chúng ta vẫn có thể chơi hoa này. Đấy, thành khóm nhỏ nhỏ con này thôi nhé. Đây, cái này xấu quá bỏ này. Đấy, cái này chúng ta có thể chơi hoa được này. Đấy. Đây. Cái này bị gãy thân tơ này, nhưng mà hàng giống nha các bạn nhé. Giá mọi phiên em bán là 350 1 kg, thì nay em bán 320.000 1 kg. Đấy, chỉ còn cỡ chừng khoảng 7 hoặc 8 kg gì đấy trong thùng này. Đấy. 320.000 1 kg nhé. Còn ở đây là trầm vàng. Đây nhá các bạn nhá, trầm vàng này rừng Lào đang lên mầm nụ. Cây thì đã nở hoa vào tháng 6 rồi, bây giờ nó mới lên những cái mầm cái con nhá các bạn nhá. Nên là mùa này cũng đang là mùa vào mùa đông thì chúng ta lấy về ghép thuần luôn. Giá em bán bình thường là 500.000 1 kg. Nay em giảm luôn cho các bạn 450.000 1 kg nhé các bạn nhé, trầm vàng thiên năm nay. Đấy. Còn ở đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân giữ giá 120.000 1 kg. Hôm nay về thêm hàng đẹp mướt mát nhé các bạn nhé. Đấy. Có cả hàng dề luôn. Đấy, 120.000 1 kg. Bình thường đã giảm và nay cũng giảm như thế, hàng đẹp cũng giảm như thế. Đấy. Còn cái phần lan
thập hoa này. Phần lan thập hoa này em bán giá giảm cho các bạn là 150.000 1 kg nhá. Đấy. Còn ở đây u lồi hàng đẹp này. Đấy, u lồi để chúng ta chơi Tết này. Hàng đẹp mướt mát luôn. U lồi thì không giảm được nhiều các bạn nhá. U lồi chỉ giảm được 10.000 một cân thôi. Lan u lồi nay còn 270.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, sa lê hôm 12 tháng 12 này. Chúng ta thường hay nói ở trên các trang online Friday đấy. Là sa lê đấy. Nên là có giảm 10.000 cho các bạn nhé. Hỗ trợ phí ship. Nói chung là không không được nhiều. Nhưng mà cái đấy là cái em muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Đấy, hàng đẹp mướt mát đây. Còn hàng xấu đây, hàng bị gãy dập thì ở bên này. Hàng bị gãy dập đây. Đó. Hàng bị gãy dập với cả hàng cây nhỏ nhá các bạn nhá. Đấy. Cây nhỏ này. Đây. Đấy, gãy này. Vẫn có thể chơi hoa bình thường nhá. Đây, có cả những cây nhỏ như này nữa nhá. Như thân này vẫn có thể chơi hoa bình thường nhá. Đấy. Vẫn có thể chơi hoa bình thường này. Đó. Như dề này đây. Đấy. Nhưng mà cái hàng này thì thân già thì nó nhiều rồi. Cái này em bán giảm cho các bạn là 190.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng giống này nhé. Còn ở đây là lan ý ngọc. Lan ý ngọc thì mới về cái lô mới rất là đẹp luôn. Thân to đều đẹp này. Có lẫn cả ý thảo nhưng mà ý thảo ít thôi. Ý thảo thì chắc khả năng là em sẽ lọc ra thôi, chứ còn bán lẫn lộn đi các bạn không phân biệt được thì chết. Lại chồng lẫn lộn với nhau ý ngọc với ý thảo lẫn lộn. Đâu có một hai cọng thôi, em nhặt ra rồi. Có mỗi cọng ý thảo thôi. Đấy. Lan ý ngọc vẫn giữ giá là 200.000 1 kg nhá. Tại vì giá bình thường nó đã giảm rồi, nay thì cũng không giảm thêm. 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn đây là hoàng lạp. Hoàng lạp nay em giảm cho các bạn là 130.000 1 kg. Lan hoàng lạp nhé các bạn nhé. Còn bằng chừng này thôi này. 130.000 1 kg. Còn đây là lan long tu xuân. Long tu xuân hàng đẹp đây. Đấy, giá bình thường 250 1 kg. Đã giá rất là kịch rồi. Đấy, hàng em chọn lọc nhé. Hàng cây giống ở bên này. Và còn bên này là hàng đẹp đây. Đẹp mướt mát luôn đây. Đấy, hàng đẹp này thì thân nó sẽ có cỡ dài chừng khoảng 20 phân trở lên. Nó không được 20 phân thì nó cũng xích sát 20 phân trở lên. Chứ còn cái hàng xấu thì tầm cỡ 10 phân, 15 phân đây. Nhớ các bạn nhé. Đấy, cái hàng đẹp có giá là 230.000 một cân, giảm 20.000, bình thường là 250 một cân. Còn đây là long tu hàng giống. Không thể giảm được thêm rồi, 180.000. Nhớ các bạn nhé, hàng giống này nhé. Về chúng ta ký long tu thì như các bạn mà thích trồng được nhiều thân tơ thì lấy hàng giống này. Tại vì nó rất là dễ thuần mà nó phát triển cực kỳ là nhanh luôn các bạn ạ. Cái long tu này em trồng thuần ở vườn rất là nhiều mà em chủ yếu toàn là xuất xỉ, xuất vườn thôi chứ không bao giờ là em ít có hàng hàng ấy để bán. Lác đác họ một hai giỏ nào mà họ không lấy thì em mới đem về bán lẻ được cho các bạn một hai giỏ gì đấy, mấy giỏ. Chứ còn thường thì em mỗi lần em vào vườn toàn 1.000 giỏ là xuất phát một khách lấy hết, đẹp mướt mát. Còn đây lan chuối ngọc đấy, chuối ngọc đây giảm mọi khi em thường bán là 160.000 một cân đúng không? Hôm nay em bán giảm cho các bạn còn 140.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay cơ sở Ngọc Bền muốn chia sẻ cho các bạn với cái giá nó ưu đãi và có hỗ gọi là chia sẻ cái hỗ trợ cái phí ship cho các bạn đam mê lan này. Nên là nói chung nói là giảm nhưng cũng không giảm được nhiều cho các bạn, nên là tại vì cái hàng nguồn rừng bây giờ nó rất đắt. Đấy, nên là các bạn thích phần lan nào thì hãy gọi điện cho Ngọc Bền theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.